saying, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Alleluia, 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 alleluia. Man shall not live. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Let's pray. Thank you, Father. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha về buổi sáng hôm nay. Thank you, Father, for your grace, mercy and love, vì ân điển và sự thương xót của Chúa. Lord, may you forgive our sins and strengthen us today as we continue to work for the day is coming, dear Lord. Help us, Father, to train these students for you, for your glory, that they will know the true God and the mercy God, that they will serve you, dear Lord, and live a godly life. And Lord, thank you, Father. We pray that more and more souls will come to know Jesus Christ also, Lord, through the ministry of online soul winning also, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so Matthew chapter 20, verses 1 to 16. The kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he has agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, "Go ye into the vineyard, and whatsoever is right I will give unto you." And they went their way. Again he went about the sixth day and sixth and ninth hour, and did likewise. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said unto them, "Why stand ye here all the day idle?" And they said unto him, "Because no man hath hired us." And he said unto them also, "Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive." So when eve was come, the Lord of the vineyard says unto his steward, "Call the laborers and give them their hire, and begin from the last unto the first." And when they came that were hired about 11th hour, they received every man a penny. But when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, "These last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal to us, which have borne the burden and the heat of the day." And he answered one of them and said, "Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? And take that thine is, and go thy way, and I will give unto this last even unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good?" So the last shall be the first, and the first last.
Many be called, but few chosen. Okay. So, nước thiên đàng, bây giờ Chúa Giêsu mới giải thích về kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đồng như thế này. Một người, nước thiên đàng giống như một người chủ nhà kia, tảng sáng, tức là sáng sớm, đi ra ngoài vườn để mướn người làm công cho những vườn nho của mình. Thì sau khi đã định giá, hai người thỏa thuận với nhau, thì người chủ sai họ, tức là nhiều người, đi vào làm vườn nho của mình. Thì lúc này là tảng sáng. Tảng sáng thì tầm mấy giờ? Tầm 6 giờ đến 7 giờ sáng là tảng sáng. Ước chừng giờ thứ 3. Giờ thứ 3 là mấy giờ? Chín giờ. 6 giờ bắt đầu không giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ. 9 giờ là giờ thứ 3. Tại vì người nước Do Thái, thời giờ gian của họ, ngày của họ bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Ok. Rồi, thì người chủ lại ra là lúc 9 giờ sáng, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, cho nên nói cùng họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho của ta và ta sẽ trình trọng phải cho. Lúc này thì người chủ có nói với họ là bao nhiêu tiền không? Không, ta sẽ trả tiền công phải cho các ngươi dựa theo công sức của các ngươi làm. Thì liền họ đi. Rồi ước chừng giờ thứ 6 là mấy giờ? Mấy giờ? Mấy giờ? Giờ thứ 6 là mấy giờ? Hả? Ngày bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng thì 7 giờ là 1 giờ mà ta là giờ thứ nhất, 8 giờ thứ hai, 9 giờ giờ thứ ba. Giờ thứ 6 là mấy giờ? 12 giờ trưa. Ai ai ai. Chúa Giêsu bị đóng đinh lúc mấy giờ? Ước chừng giờ thứ 6, 12 giờ trưa. Ôi là la. Rồi, và giờ thứ 9, giờ thứ 9 là mấy giờ? 3 giờ chiều. Rồi, người chủ đi ra và cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, giờ thứ 11 là mấy giờ? Năm giờ chiều. Nó tính gì, nó tính chậm dữ vậy ta. Thiệt chứ. Thì dấu cộng không mà giờ nó không biết cộng chết rồi. Ước chừng giờ thứ 11, tức là 5 giờ chiều, thì chủ lại ra thấy những kẻ khác đứng trong chợ, hỏi rằng những cái hỏi những cái kẻ khác đó đó, sao các ngươi đứng ở đây cả ngày mà không làm gì hết. Thì họ mới nói là không ai mướn chúng tôi. Thì người chủ mới động lòng, người chủ mới kêu thôi thì các ngươi hãy vào vườn nho của ta đi làm đi và ta sẽ trả công phải cho. Thì đến tối đây là lúc mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ tối. Rồi, thì chủ vườn nho mới gọi các người làm công ra mà trả tiền công cho họ, từ người rốt cho đến người đầu. Người rốt là những người gì? Những người làm lúc 5 giờ chiều. Ok. Vậy họ họ làm bao nhiêu? Làm có 1 tiếng thôi. Thì những người làm công từ giờ thứ 11 là đúng không? Giờ thứ 11 là 5 chiều, lãnh mỗi người 1 đi anh nè. Rồi, tới phiên những người đầu là những người lãnh làm từ lúc sáng sớm, 6 bây giờ. Thì họ tưởng rằng họ sẽ được lãnh nhiều hơn, xong họ cũng lãnh 1 người 1 đi anh nè. Khi mà lãnh rồi thì họ lầm bầm cùng ông chủ nhà mà rằng: những người cuối cùng đấy, những người rốt ấy chỉ làm 1 giờ mà thôi, mà chủ lại đãi như chúng tôi sao? Chủ đã, mà chúng tôi là kẻ mệt nhọc cả ngày, chịu gian nắng cả ngày, đắp lưng của tôi lên đắp nắng, đầu của tôi đội nắng cả ngày, mà trả bằng với người kia hay sao? Xong người chủ trả lời cho một người trong bọn họ rằng: bạn ơi, ta không xử tệ với người đâu, người há đã định với ta 1 DNA sao? Lúc đầu tôi ra chợ để gặp các ngươi, chúng ta đã thỏa thuận 1 DNA nào, 1 đồng tiền hay sao? Rồi, nhưng mà sao giờ lại đòi khác? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Còn những người này, ta muốn trả bao nhiêu thì cho trả. Ta muốn trả bằng cho các ngươi là như vậy. Ta há không có quyền dùng của cải ta theo ý muốn của ta hay sao? Hay vì ngươi thấy ta tử tế mà ganh tị. Thấy chưa?
Thế thì đó là những kẻ đầu và sẽ nên rốt, và kẻ rốt sẽ trở nên đầu là như vậy. Trong khi Chúa Giêsu, ủa, trong này còn một câu nữa mà Kinh Thánh chưa dịch. Trong này một câu nữa mà nó không dịch, Kinh Thánh không dịch. Câu này nó không dịch nè. For many be called and few chosen. It did not translate here. Vì nhiều người được gọi nhưng mà vài người được chọn. Nhiều người được gọi nhưng vài người được chọn. Ví dụ như ở đây ba đứa là nhiều, nhiều không? Thấy nhiều đó. Nhưng mà sẽ có vài người được chọn. Vài người được chọn để vào nước thiên đàng mà thôi. Tin lành của Chúa được truyền giảng ra khắp nơi. Có nhiều người được gọi không? Có. Gọi ra khắp nơi, rất nhiều người được gọi. Rất nhiều người muốn theo Chúa. Rất nhiều người cũng đi đến nhà của Chúa. Rất nhiều người báp têm, rất nhiều người phụng sự Chúa. Nhưng trong những người đó chỉ có vài người mới được chọn thôi. Vài người được chọn. Thế thì họ được chọn là nhờ đâu? Tại đâu? Tại cái thái độ của họ. Tại cái thái độ làm việc của họ. Người vô trễ, người được chọn trễ lúc 11 giờ thì họ tự, ơi, giờ tôi còn 1 tiếng đồng hồ, ráng làm đi, làm được như làm, ráng làm hết sức của mình để cho ông chủ. Vì ông chủ nói là ông sẽ trả tiền công theo công sức của mình. Còn cái ông mà làm từ sáng sớm, ông thấy thằng kia nó vô trễ, ôi nó còn sức kìa, mình làm sáng giờ mình mệt rồi, làm nhẹ nhẹ đít lại. Còn thằng kia nó vô trễ, kệ nó, cho nó làm đi, làm giờ làm luôn mấy phần mình thì cho nó làm đi, tại mình làm sáng giờ nhiều rồi. Đó là thái độ của ông làm vô sớm. Thế giờ thế thì trong nước thiên đàng cũng như vậy. Chúa Giêsu nói nước thiên đàng giống như thế này mà. Nước thiên đàng cũng giống như vậy. Có nhiều người tin Chúa, rồi chủ nhật đi nhóm, xong đi về nhà, sống cuộc sống bình thường cũng y chang vậy, không có gì khác hết. Cũng đi làm, rồi cũng đi về. Đỡ hơn chút xíu là không có nhậu, không có uống rượu, không hút thuốc, rồi xong hết. Còn cuộc sống bình thường vẫn y vậy bình thường, rồi vẫn đi làm, rồi vẫn đi về, rồi vẫn nuôi con, rồi vẫn ngủ. Chỉ có cái là chủ nhật đi nhóm thôi, rồi không có gì kỳ, không có gì khác hết. Rồi còn có những người tin Chúa và họ quyết định, Chúa, thời gian ở trên đất này con còn không biết bao nhiêu năm, có khi 60 năm, có khi 40 năm, có khi 20 năm, có khi năm sau cái con bệnh cái con chết, hoặc là ngày mai cái con chết con không biết. Vì Chúa nói rằng cuộc sống của ngươi là chi, chẳng qua là những hơi nước thoảng qua một chút rồi mất đi. Thế thì người này với cái suy nghĩ đó trong đầu, người này quyết làm tất cả. Người này quyết đi tìm ý Chúa. Bằng cách gì? Người này đọc Kinh Thánh hàng ngày. Khác với người kia, người này đi nhóm qua còn đọc Kinh Thánh hàng ngày. Đọc Kinh Thánh hàng ngày, tìm hiểu lời Chúa hàng ngày, suy ngẫm lời Chúa hàng ngày, quyết tâm làm theo cái lời Chúa hàng ngày, quyết tâm làm theo công việc của Chúa hàng ngày. Chúa làm công việc gì? Có phải là Chúa Giêsu nói những kẻ thương ta, những kẻ yêu mến ta thì những việc ta làm họ cũng làm, đúng không? Chúa Giêsu nói vậy đúng không? Vậy người này quyết tâm hỏi coi, tìm hiểu coi Chúa Giêsu làm việc gì, và quyết tâm xem con sẽ làm giống như Chúa. Chúa Giêsu cứu rất nhiều người, con cũng cứu rất nhiều người. Con ráng học lên, con làm bác sĩ để mai mốt con cứu rất nhiều người, để làm rạng danh Chúa. Con sẽ làm rạng danh Chúa vì Chúa Giêsu cứu người, cho nên Chúa Giêsu nói con cũng vậy, con cũng ráng cứu người. Chúa Giêsu đi giảng tin lành, Chúa ơi, con cũng có một, muốn có một tấm lòng giống như Chúa, muốn có một cái gánh nặng và những linh hồn hư mất để con giảng tin lành giống như Chúa. Con sẽ nói tin lành cho bạn bè con, những người con gặp, những bạn bè học trong lớp của con, những người trong công ty của con, những người đồng công với con, con sẽ nói với họ về tin lành của Chúa. Như vậy con nói với hàng xóm của con về tin lành của Chúa. Đó. Thế thì hai người như vậy có khác nhau không? Khác. Một, hai, họ khác nhau vì đâu? Vì thái độ. Thế thì
Chúa Giêsu không dựa vào cái thời gian mình sống lâu bao nhiêu trên đất mà phần thưởng mà thưởng. Chúa Giêsu dựa vào cái thái độ của chúng ta khi chúng ta phụng sự Ngài mà thưởng cho Ngài, thưởng cho chúng ta. Vậy thì chúng ta phải như thế nào? Phải có thái độ giống như cái người làm công. Lúc mấy giờ? Lúc 5 giờ. Phải biết rằng thời gian chúng ta còn rất ít, phải làm hết sức mình. Những gì chúng ta làm trong sách Cô-rinh-tô nhất có phải là những gì các ngươi làm, các ngươi ăn, các ngươi uống, các ngươi đi, làm bất cứ việc gì, hãy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Ok. Amen. Amen. Thì cái đó chính là cái câu chuyện mà nối tiếp trong chương 19 mà chúng ta đã học ngày hôm qua. Rồi, nếu chúng ta có câu hỏi gì không? Do you have any questions? No, no questions. So let's pray. Thank you, Father, Lord, for your grace and mercy and love. Thank you, Father, for this morning one more time that we have time to have a devotion this morning. And Lord, may you help us, Father, to have an attitude of humbleness and obedience and do it all with all our initiative in the work. It's not we work not because of the boss is looking at us, but we work because we love you. We love the boss. Xin Chúa giúp chúng con làm việc với cái thái độ khiêm nhường và thái độ tự giác. Chúng con làm việc không phải vì một người chủ đang nhìn chúng con, mà chúng con làm việc bởi vì chúng con yêu người chủ, nên chúng con yêu cái công việc mình làm. Và con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa giúp cho các em ở đây hiểu được và áp dụng được, và kể cả nô tài của Chúa nữa áp dụng được những gì mà Chúa dạy chúng con trong ngày hôm nay. Con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.